Em lên nhà mở cửa trước anh nhá. Ừ, em lên trước đi. Mà phòng em là phòng số mấy? 3207 anh ạ. À thế à? Ừ, được rồi, em biết rồi. Này ông Duy anh. Ơ, sao ông ăn mặc kiểu gì này? Tôi vừa thấy người yêu cũ của ông ở đây đúng không? Người ta có tên có tuổi đàng hoàng. Người yêu cũ, người ta có chồng rồi đấy. Này, ông to gan thật đấy nhá. Dám rủ người yêu cũ về khu này sống luôn. Tôi rủ cái gì mà rủ? Ông Hầm đấy à? Cô ấy tự chuyển đến đây đấy chứ. Tôi thấy cô ấy đang chuyển đồ thì tôi chuyển giúp thôi, có cái gì đâu. Này ông Duy Anh, ông không biết nghĩ thật à? Hả? Nghĩ cái gì? Này, chỉ có những cái người có suy nghĩ xấu như ông mới nghĩ linh tinh thôi. Tôi với cô ấy là bạn bao lâu nay, có vấn đề gì đâu mà phải nghĩ. Đấy là ông nghĩ thế, nhưng mà Dung nhà ông có nghĩ được như vậy không? Nhưng mà Dung có biết Ngọc đâu. Đúng không biết Ngọc, nhưng mà lỡ như biết thì sao? Với tính cách của Dung nhà ông ấy, ông đứt là cái chắc. Thôi, chuyện tính sau. Ông trông hộ tôi 2 cái thùng nhá, thang đầy rồi. Để tôi lên kia đã nhá. Không được đâu, tôi vội lắm, tôi phải đi bây giờ nhá. Trông hộ tôi tí nhá. Anh Minh. Dung. Dung trên đây tôi nhờ chút. Thế có chuyện gì mà phải ra tận đây nói chuyện hả anh? Thật ra có chuyện này tôi muốn nói với cô, nhưng mà ở trong kia không tiện. Có chuyện gì mà không tiện à? Mà thôi, anh nói luôn đi, tôi đang bận chút việc. Từ từ đã, bình tĩnh nhá. Anh nghe đây, chờ anh một tí, anh là có tí việc nhá. Thật ra thì thì có việc gì ạ? Anh nói nhanh lên, tôi đang có việc gấp lắm. Thế thôi hay là để sau nhá. Khoan, cô. Thật ra thì cô thấy tôi mặc bộ quần áo này có đẹp không? Phong cách không? Tôi thấy đẹp ạ. Nhưng mà anh Tuấn Khang mặc thì đẹp hơn ạ. Phong cách Tuấn Khang mà. Tôi định thay đổi phong cách ăn mặc một tí mà, cho nó khác đi. Ổn đấy ạ. Nhưng mà trông hơi lạ lạ với anh. À thế ạ. Cảm ơn nhá. Anh Duy Anh, anh sang đây có việc gì thế này? Anh có cân nho của nhà chồng được, gửi cho hai mẹ con đây. Ôi, nhà em có 2 mẹ con thôi, không ăn là mấy đâu, anh cứ để ở nhà cho các cháu. Không được, cái này là của vợ anh gửi cho trưởng ban phụ huynh, nên là em phải nhận đấy, nhận đấy nhá. Anh làm em ngại quá, anh đã giúp em bao nhiêu việc em còn chưa kịp cảm ơn, bây giờ lại còn cho em quà thế này. Sao em cứ phải khách sáo anh làm gì? Thôi, anh đi về đây, nhá. Mẹ ơi, mẹ, bài này khó quá, mẹ chỉ cho con với. Đó, mẹ xem nào. Cái cô Mai Ngọc đó chuyển về ở khu này luôn hả? Hèn chi lúc nãy gặp Duy Anh mặt lắm la lắm lét, mặt gian cực kỳ luôn á. Tôi nghĩ chắc là đang bê đồ cho cô kia rồi. Ê, bà Dung mà biết được nha là tan cửa nát nhà đó. Tan cái gì? Tôi vừa cứu ông Duy Anh một bàn thua trông thấy, thế là đã phản lưới nhà luôn. Mà ông cũng dở hơi nữa. Lẽ ra lúc đó ông phải chạy theo, ông nói với Lệ vài câu thôi, rồi hai vợ chồng mới đi ăn uống với nhau vui vẻ là xong chuyện rồi. Tôi không giỏi thuyết phục. Thấy Lệ mặt sưng lên, có khi lại to chuyện. Vậy chứ bây giờ hai vợ chồng đang hạnh phúc với nhau hả? Thôi uống đi. Lúc nào cũng căng thẳng chuyện gia đình. Chào chị. Anh ạ. Anh Duy Anh nhà em có bên này không ạ? Duy Anh à? Vâng. Có chứ. Ở đây nè. Nhưng mà mới chạy vô toilet rồi. Chắc là bị nặng á. Duy Anh ơi, Dung kiếm kìa Duy Anh. Chắc là bị nặng quá đó, cho nên là tập trung, không nghe. Duy Anh. Hay là em cứ về nhà trước đi, tí nữa anh bảo Duy Anh về sau. Dung ơi, hay là vô đây ngồi uống vài ly đi, trong lúc chờ Duy Anh. Thôi, em cảm ơn ạ. Thế thôi, em xin phép ạ. Không nghe. Tàn đời rồi.
Bảo anh mang nho xuống rồi về luôn cơ mà. Sao anh lại vào nhà ông Minh nhậu? Vào nhà Minh nhậu á? Ừ. Em sang đấy, xong mấy ông ấy bảo là anh đang ở trong nhà vệ sinh mà. À đúng rồi. Anh đi ngang qua đấy, cậu gọi vào nhậu mà. Anh quên điện thoại ở nhà này. Ờ, anh xin. Thế anh xuống đấy, cô ấy có nói gì về chuyện học hành của thằng Nam không? À, không. Cô ấy chỉ hỏi về mấy cái tiện ích của chung cư này, rồi mấy cái tiền sinh hoạt phí. Người ta mới về, người ta bỡ ngỡ mà. Rồi thôi anh vào tắm đây nhá. Ok, này.